to Hào Channel nha. Kỳ này Hào sẽ đi Master Vineyard. Mình sẽ đi 3 ngày 2 đêm. Mọi người coi cảnh nè. Đó, đằng sau mình là bãi biển. Mình chuẩn bị lấy phà qua bên Master Vineyard. 10 phút nữa là phà đi nha. Hẹn gặp mọi người bên đó. Let's go. Đó là mọi người, giờ mình đã lên đảo rồi nè. Giờ mình sẽ vô back door donut với coffee. Mình sẽ order cà phê với lại donut. Mọi người, mình đang order coffee and donut. Donut ở đây là ngon lắm luôn. Boston cream nhìn. $3.75. Cái này ngon. Đó, mình đã order một ly latte almond milk cho mình uống thử cho mọi người xem nha. Ok. Xíu. Đó, ăn sáng xong bây giờ mọi người sẽ đi bộ ra bãi biển ngồi relax. Relaxy. Rồi đó. Mọi người ngồi relax enjoy cái moment này. Ôi, thấy video nha Ken. Wow, đây là cảnh xung quanh của mọi người. Đang ngồi bãi cỏ gần bãi biển. Bãi biển rất mát luôn. Bây giờ mình sẽ ra nước ra biển thử nước coi nước ấm không nha. Rồi. How is it? Ấm. Ấm. Yes. Ở ngoài kia xa xa có cái thuyền buồm như là Pirates of the Caribbean nè mọi người. Đó, còn đây là cảnh biển xung quanh của Master Vineyard. How beach, let's go. Ở trên đảo này nó cũng cho mướn xe gắn máy luôn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ vô hỏi nó giá là bao nhiêu một chiếc đó, một chiếc xe gắn máy ở trên đảo nè. Ok, mình vô mình hỏi giá xíu nha. Sao chú, bao nhiêu một ngày? Ở đây chúng ta mướn những chiếc xe này là $175 một ngày. Phải trả trước 6 giờ chiều. Còn nếu mà mình muốn giữ cho tới sáng ngày mai luôn thì sao? Giữ sáng ngày mai là chúng ta phải bỏ ra $250. Ok. Tới sáng ngày mai. Ok. Nếu mọi người nhu cầu hay lại đây là những chiếc xe đó. Chúng tôi sẽ thuê. Bike rental nha. Ok, see you. Đó, bây giờ gia đình đã chuẩn bị ra tới gần Lighthouse Beach. Let's go. Đó, mọi người thấy cái lighthouse không? Đó, tí nữa mình đi bộ ra tới đây luôn. Của mình tắm biển hết rồi. Ok, mình đã đi tới lighthouse rồi nè, mọi người xem lighthouse nè. Wow. Mình câu được gì vậy? Crab. Hai con. Giờ mình sẽ ra ngoài biển ăn picnic và tắm biển. Let's go. Bắt cái cua nữa. Đây là cảnh biển ở Master Vineyard nè mọi người.
mọi người đang tắm, kia gia đình đang tắm. Đây là bãi cát. Bên xa kia là lighthouse, còn đây là gia đình mình nè. Rồi ngồi xuống picnic ha. Relax ha. Kenzie đi tắm biển rồi mọi người. Nước ấm không Ken? Nước ấm không con? Ui. Nằm relax dở. Hello Kenzie. Thích đảo Martha Vineyard không? Ai đi đằng sau tới kìa. Dì Tháo kìa. Relax cho tới 3 giờ để mình check in Airbnb. Đó, đây là cảnh phố của Edgartown. Giờ mình sẽ vô tiệm này nè mọi người, nó gọi là Behind the Bookstore Cafe. Hồi đó mình vô tiệm này rồi, khu vườn rất là đẹp luôn, để mình vô quay phim nè nha. Đó, đường đi vô khu vườn nè. Rất là đẹp, rất là mát luôn nha, ở ngoài đang rất là nóng á. Vô đây trời ơi, đẹp dữ. Đó, mọi người xem nè. Nó ngồi dưới gốc cây rồi khu vườn rồi. Mọi người order gì chưa? Đó, đây là gia đình số 1. Đây cái bàn này, còn đây là the rest of the group. Gia đình số 2 có thằng này nữa. Cục nợ. Cục nợ, cục nợ. Chú mình làm gì ở đây vậy chú? Mình order bia, uống bia. Bia này chúng mình uống là Night Shift, Night Light, Lager. Oh, 5 ly nha. Rồi, ok. Dẫn ra bàn mình đi. Ngon không? Bia ngon không? Xuất sắc hả? Đang nước uống nhiều quá đã. Ngồi chỗ này. Giờ chia mọi người. Đó, round 2. Thì này mình sẽ uống Summer Ale nha. Brooklyn Brewery Summer Ale. Vô nào mọi người. 3, 1. Order gì vậy? Avocado salad. Wow. Deep fried avocado. Yes. Ngon quá. Rồi, giờ vô nhà check Airbnb nè mọi người ơi. Rồi, vô. The kitchen. À, phòng bếp. Wow. Rồi, còn phòng nhà nữa không? Wow. Một living room, một cái. Bathroom, double sink. That's it. Ồ, cái hall này đi đâu vậy? Bedroom. Ooh. Wow, Airbnb này đã dữ. Ủa, có một bedroom thôi hả? Hai cái ở bên Lào. Rồi, còn nữa? Yeah. Có. Cái này sexy nhỉ? Ờ, sexy ha. Wow. Wow. Number one.
Trong đó cái bedroom được khác hả? Ồ, yeah. Phải cái đó faucet. Oh, wow. Two twin bed. Rồi xong, include cái nhà đó. Bye. Bye. Cái này là walkthrough luôn. Yeah, hai người connect. Rồi bây giờ là chuẩn bị ăn tối mọi người. Ăn tối nha. Chuẩn bị nấu ăn. Hôm nay Kim nấu gì vậy em? Kim nấu gì Kim? Nấu đồ xào. Phóng sự YouTube. Còn chú, chú nấu gì? Tôi nấu canh, canh bí bầu. Cái đầu tôi nấu rồi. Ok, tí nữa nấu xong rồi quay phim tiếp nha. Nấu nè, chào nè, chấm nè. Má, tính ra ông ba thương mời má quá nè. Chưa giờ ăn cái gì cũng mời má hết. Wow. Tình yêu đến, cái gì yêu yêu. Chắc nửa trái trong vòng 2 phút. Lá là béo, ê, lá là béo. Còn đây, đây nấu gì đây? Broccoli sò. Ủa sao thấy broccoli xào bò mà đâu có bò đâu. Ok, bò đây là chúng ta đã chiên sơ mày rồi, bây giờ chúng ta bỏ vào. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn. Rồi xong nó có một cái con cái khu để ngồi ăn ở đây nè. Anh Hào đang làm món gì đó? Mình làm bánh bò ở trên đảo Martha Vineyard. Bây giờ mình đang quấy Hennin Hay Sugar với lại Coconut Cream. Tí nữa là mình sẽ làm bánh bò xong rồi quay phim trong một khoảng. Ok, anh Hào đang làm bánh bò à? Bánh bò là phải filter nó qua cái này nè. Xong rồi mình preheat rồi xong rồi cái mình bỏ vô nồi thôi. Ok, yeah. Then oven is ready. And đang ăn cơm tối. Ăn cơm tối rồi xong rồi bỏ vô oven. Rồi xong rồi sau một tiếng sau là mình sẽ có bánh mì ready. Bánh bò ready. Right? Yes. Thank you. Ủa đi rồi. Chị xin mì rồi. Gia đình. Của ai chặt rồi con ăn nữa luôn. Tính biến chặt. Family con. Con ăn mì rồi xong rồi con ăn nữa. Dạ. Bữa cơm với tập. Bữa cơm với tập hả? Ủa, cái đâu? Hai ba vô bữa ăn đầu tiên trên đảo nha mọi người. Ngon không Út? Buffet đó. Có đồ ăn, có canh, có trứng chiên. Có giấy đây nha, ai cầm chưa? Bò xào broccoli. Leo. Đoàn của mình đã ăn tối xong. Bây giờ sẽ đi dạo phố và đi ăn kem. Tiếp tục con đường ra phố. Đi bộ khoảng 20 phút là ra tới phố. Hello. Giờ cả nhà đi ăn kem. Hello. Giang về Việt Nam luôn. Hello, hello. Đó, bây giờ các bạn đang đứng lựa ice cream flavor. Mình đã tới Manhattan flavor. Cái bên order gì vậy? Oil cream. Không có physical card. Oh, hết tiền rồi Út ơi, không có physical card thiệt. Ai có physical card kìa? Đây để kem của mình. Kem strawberry với lại coconut. Có bạn gì trước? Coffee kem. Kem với lại cà phê. Kem cà phê mọi người ơi. Kem cà phê. Sai sai quá ha. Lúc nào cũng sai lầm chẳng.
Ngon ngon. Ok, kết thúc ha. Mai gặp mọi người. See you. Ok.